Các bạn, thời gian qua thì phong trào làm bể cá thủy sinh thùng xốp thì rất là phát triển. Vì khi mà thiết kế những cái bể cá thùng xốp như này thì chi phí rất là thấp. Cây thủy sinh trồng ngoài trời nên phát triển rất là tốt, cá cũng khỏe mạnh và ít bệnh tật. Như hình ảnh các bạn đang xem đây là một cái bể cá thùng xốp mình setup được hơn một tuần. Ở đây cái bể này thì mình dùng để dưỡng cá bảy màu và cho cá sinh sản. Nước rất trong và cá cũng phát triển rất là khỏe các bạn ạ. Sau đây mình sẽ chia sẻ với các bạn một số kinh nghiệm trong việc setup bể cá thủy sinh thùng xốp theo hướng đơn giản và tiết kiệm nhé. Đầu tiên, quan trọng nhất đó là các bạn cần setup được cái hệ thống vật liệu lọc và vi sinh cho bể cá. Các cái bể cá thùng xốp thì thường chúng ta để ngoài trời ấy, do đó thì chúng ta sẽ không setup các cái máy lọc, và khi đó thì cái việc mà vệ sinh bể cá chúng ta sẽ dựa hoàn toàn vào hệ thống lọc tự nhiên. Hệ thống lọc tự nhiên ở đây chính là các cái vi sinh vật các bạn ạ. Chính là cái vi sinh vật chúng sẽ làm nhiệm vụ phân hủy các cái chất hữu cơ ở trong nước. Để thiết lập được cái hệ thống lọc tự nhiên này, các bạn cần bổ sung men vi sinh cho bể, cũng như là đưa vào bể các cái vật liệu lọc như là sứ lọc, đá nham thạch, và các cái vật liệu lọc này nó sẽ cung cấp các chỗ ở cho các vi sinh vật. Bản thân các sứ lọc hay là đá nham thạch ấy, nó có cái lỗ nhỏ li ti, và đây sẽ là nơi trú ngụ rất là lý tưởng cho các cái vi sinh vật hay các cái vi khuẩn ở trong nước. Và chính các vi khuẩn này nó sẽ làm nhiệm vụ phân hủy các chất hữu cơ, các cái chất độc, ammoniac, nitrite trong nước, làm cho cái bể cá nó sạch, nó không có mùi. Đó là kinh nghiệm đầu tiên trong việc là setup hệ thống vật liệu lọc cũng như là vi sinh. Thứ hai là các bạn về chọn cái phân nền mà trồng cây thủy sinh. Thì để trồng cây thủy sinh thì các bạn có thể dùng rất nhiều cách. Các bạn có thể rải trực tiếp phân nền ra bể, ra thùng xốp. Sau đó thì các bạn cắm cây lên. Tuy nhiên hoặc là các bạn có thể làm như mình đây, tức là mình cho cây thủy sinh và phân nền vào trong những cái cốc hay những cái chậu như này. Khi mà mình cho vào những cái chậu cốc như này thì nó sẽ giúp tiết kiệm phân nền, lại thay thế dễ dàng khi mà chúng ta trồng cây một thời gian ấy, thì cái cây nó có thể bị cằn do cái phân nền hết dinh dưỡng, và khi đó chúng ta sẽ thay những cốc này thì nó rất là đơn giản và dễ dàng, nó không làm hỏng cái bố cục của bể. Cái loại phân nền mình đang dùng đây là phân nền công nghiệp. Cái phân nền này có giá khá là rẻ thôi, khoảng 30-40 nghìn một cân, và nó không tan trong nước các bạn ạ, nên khi các bạn setup bể thì nó sẽ không làm đục nước. Hoặc các bạn có thể lựa chọn cái giải pháp tiết kiệm hơn nhé, đó là các bạn có thể dùng đất vườn, cái đất mùn rất là sẵn có, nhà nào các bạn cũng có đúng không ạ. Tuy nhiên thì khi mà chúng ta dùng cái đất mùn như này thì nó có một cái nguy cơ nó làm đục và là bẩn nước, nên là sau khi mà cho cây như là đất vào trong chậu ấy, thì chúng ta sẽ rải một cái lớp sỏi hoặc là đá nham thạch ở phía trên để tránh cho cái bùn đất nó làm bẩn nước. Kinh nghiệm thứ ba về việc chọn và trồng cây thủy sinh, tốt nhất là các bạn nên trồng các loại cây thủy sinh lớn nó chậm chậm một chút, ví dụ như là ráy chẳng hạn, loại lớn nó khá chậm. Tuy nhiên thì ráy lại khá đắt các bạn, một số dòng cây thủy sinh lớn chậm thì khá đắt. Và nếu không có điều kiện thì các bạn có thể trồng những cây cắt cắm với giá rất là rẻ. Ví dụ như bể của mình thì mình chủ yếu mình trồng cắt cắm thôi. Cắt cắm thì giá rẻ nhưng mà lớn khá nhanh các bạn, lớn rất là nhanh. Nhất là trồng trong điều kiện mà ngoài trời đầy đủ ánh sáng như thế này. Do đó thì khi mà trồng cắt cắm, cái cây cắt cắm thì chúng ta nên trồng nó thưa thưa một chút. Đó. Nếu các bạn trồng quá dày thì cái bể nó chúng ta sẽ bị thiếu sáng, và các cái nhánh cây ở phía dưới các bạn nó thiếu sáng thì lá nó sẽ bị thối rữa và gây bẩn bể. Trồng cây cắt cắm thì định kỳ khoảng 1-2 tuần các bạn cũng nên cắt tỉa một lần. Các cây cắt cắm thì sau khi bị cắt tỉa xong ấy, nó sẽ giảm tốc độ phát triển một chút. Cái điều này giúp cho bể ta sẽ ổn định và các bạn sẽ đỡ phải cắt lại lần thứ hai. Những bể của mình ở đây thì mình trồng một số loại cắt cắm phổ thông thôi, như là thủy cúc, diệp tài hồng lá táo, diệp tài hồng lá hẹp hay là nan nước, nên là cây nó phát triển khá ổn định. Thứ tư là về vấn đề nuôi cá và chăm sóc cá. Vì thùng xốp chúng ta không sẽ được máy lọc ấy, nên là lưu ý là anh em không nên nuôi quá nhiều cá. Nhưng mà cái bể của mình ở đây là mình có cái thùng xốp này, nó dài khoảng 40, rộng khoảng 30 và cao khoảng 22 cm, thì mình chỉ nuôi khoảng 20 con cá nhỏ, đây là vừa. Ta không nên nuôi cá quá nhiều. Và tiếp đến là khi mà cho cá ăn nhá, chúng ta cũng không nên cho cá ăn quá nhiều, dễ gây bẩn bể. Nói chung là ta cần giữ vệ sinh cho bể. Nếu không mà nuôi nhiều cá quá và cho ăn nhiều nó gây bẩn bể,
và cá rất dễ bị ốm bệnh và chết. Cuối cùng, thứ năm là vấn đề về thay nước. Để đảm bảo chất lượng nước thì định kỳ khoảng 1-2 tuần, chúng ta cũng nên thay nước khoảng 1 lần. Và sau khi thay nước xong thì chúng ta nên bổ sung thêm men vi sinh. Mình thì thường dùng cái chiếc bơm tay này để vệ sinh cho bể. Nói chung là sử dụng bơm tay này rất đơn giản thôi. Các bạn cho một đầu vào trong bể, sau đó chúng ta bóp cái quả bóp thì nước sẽ tự động chảy ra. Nói chung là thay nước bằng bơm tay rất là tiện. Và sau khi mà thay nước xong nhé, các bạn lưu ý là các bạn chỉ thay khoảng 1/2 bể thôi. Các bạn không nên thay nước quá nhiều. Khi mà thay nước quá nhiều, khi mà cá có thể bị sốc nước do đổi môi trường đột ngột và chúng có thể bị chết. Ở trên đây mình đã chia sẻ với các bạn 50 kinh nghiệm trong việc setup bể cá thủy sinh thùng xốp mà mình trải nghiệm được. Thì hy vọng sẽ giúp ích được cho mọi người trong việc tạo ra những cái bể cá thủy sinh thùng xốp thật là đẹp. Nếu có thắc mắc gì, các bạn có thể để lại bình luận nhé. Còn nếu thấy video hay và hữu ích, mong các bạn cho mình một like và subscribe. Cảm ơn các bạn rất nhiều.